vừa rồi mình có nhận được một ít quà đến từ nhãn hàng Cocoon. Nếu các bạn chưa biết thì Cocoon là một hãng mỹ phẩm vegan made in Việt Nam đã hoạt động được hơn 6 năm nay. Thì trên tay của mình đây bây giờ là tẩy da chết cà phê Đắk Lắk. Cái này được làm từ 100% cà phê nguyên chất và bơ cacao Tiền Giang, có khả năng giúp mình loại bỏ các tế bào chết và đặc biệt là giúp tăng khả năng thẩm thấu của da với các loại dưỡng thể. Cái này mùi cà phê thơm dã man luôn, ngửi mà cảm tưởng nuốt được vào luôn ấy. Như các bạn có thể thấy thì ngay ở bên trong hỗn hợp màu nâu này chính là bơ cacao Tiền Giang, còn những cái hạt li ti màu đen nhỏ nhỏ thì chính là hạt cà phê được nghiền nhỏ ra để giúp mình tẩy da chết. Và sản phẩm thứ hai là gel tắm bí đao. Cái này thì mình cũng rất thích vì nó cực kỳ thơm mùi tinh dầu chanh xả và tinh dầu bạc hà. Cái này thì đương nhiên là dùng để tắm rồi, nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ là có khả năng diệt khuẩn và làm giảm mụn lưng sau khoảng 28 ngày sử dụng. Gel tắm này khi lấy ra nhìn rất giống mật ong, khi sử dụng thì không tạo ra quá nhiều bọt, nhưng mà chính ra thì mình lại thích như thế này. Thực sự là mình vẫn đang sử dụng hàng ngày hai sản phẩm này của Cocoon suốt từ Noel cho đến giờ luôn. Mình cảm thấy rất là thích cũng như là khá là yên tâm vì mình biết các sản phẩm của Cocoon đều là thuần chay 100%. Da mình trông thì láng như thế này thôi, nhưng mà thực ra cũng có một chút mụn ở lưng, thế nên chắc chắn là mình sẽ tiếp tục sử dụng hai sản phẩm này để xem kết quả sau này.